tác giả Gerhard Frost nói rằng, lý do khiến những người leo núi được cột vào nhau là để cho những người còn khỏe mạnh không bỏ về nhà một mình. Đây chính là hình ảnh của đời sống vợ chồng. Hai người phối ngẫu được trói chặt vào nhau để cùng leo lên đỉnh núi của cuộc đời lứa đôi. Cả hai phải làm việc chung với nhau. Để có thể đạt đến đỉnh núi, họ phải lệ thuộc vào nhau. Phải có một nhóm mới có thể leo núi. Phải có nhiều viên phi công mới có thể bay trên một chuyến bay lâu giờ. Cũng thế, hai người phối ngẫu phải liên kết chặt chẽ với nhau mới có thể giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn được tươi mát và bền vững. Trong ngôn ngữ Tây Phương, khi hai người kết hôn với nhau, người ta bảo rằng họ buộc lại mối dây. Thật thế, hôn phối là một mối dây. Kết hôn là buộc hai đầu dây lại với nhau để giữ cho hai người luôn được liên kết với nhau. Liên kết với nhau để nên một với nhau, cho nên nói một cách đơn giản, liên kết với nhau là luôn luôn sống minh bạch với nhau. Vợ chồng chịu trách nhiệm cho nhau, họ phải giải thích cho nhau về những hành động của mỗi người. Phần đông những người vợ đều muốn cho chồng mình thắng cuộc hay thành công trong sự nghiệp chung của họ. Người vợ luôn đứng về phía chồng mình. Người Việt Nam chúng ta nói, của chồng công vợ, hoặc thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Khi bắt đầu hiểu được điều đó, thì người chồng sẽ có một cái nhìn mới mẻ về vợ mình. Quả thật, người vợ là một yếu tố chiến lược trong cuộc chiến của người chồng. Người vợ có đôi mắt để thấy được điều mà người chồng không thể thấy được. Người vợ có một trí khôn để tiêu hóa lượng thông tin dưới một góc cạnh khác mà người đàn ông không thể nhận ra. Người vợ có một trái tim với những cảm xúc mà người chồng không thể có được. Người vợ có một nhân cách với một sức mạnh mãnh liệt mà người chồng không thể có được. Người vợ quả là một thiên thần hộ mệnh cho người chồng. Do đó, người chồng không thể lãnh đạo gia đình mà không dựa vào vợ mình. Khi người vợ đưa ra một nhận xét hay góp ý xây dựng, người chồng cần phải tập lắng nghe vợ mình với một tâm hồn cởi mở. Hãy thử đưa ra một thí dụ. Người chồng muốn mua một máy truyền hình mới cho gia đình. Một người chồng trưởng thành chắc chắn ý thức được rằng ý kiến của vợ mình trong việc mua sắm này là quan trọng. Có thể người vợ sẽ nhắc cho ông biết rằng ông cũng đã có ý định mua sắm những vật dụng khác cần thiết hơn như máy giặt, máy sấy. Bà nhắc ông nhớ rằng gia đình không có đủ tiền để mua sắm ngần ấy đồ dùng một lúc. Rất có thể với người vợ phải lo nội trợ trong nhà, thì chiếc máy giặt và máy sấy quan trọng hơn là một chiếc máy truyền hình mới. Trong khi họ thảo luận với nhau, họ sẽ đi đến một quyết định mà cả hai đều nhận thấy là hợp lý. Không những đó là một quyết định đúng đắn mà cả hai đã đạt được, họ còn nhận ra những lý do đằng sau quyết định ấy. Họ hiểu nhau hơn, và đây chính là điều hệ trọng hơn cả. Một cái máy truyền hình hay một cái máy giặt rất có thể là điều cần thiết, nhưng cần thiết và quan trọng hơn vẫn là sự thảo luận dẫn đến sự cảm thông nhiều hơn giữa hai người. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng trái ngược như sau. Sáng thứ Bảy, người vợ chạy bộ trong chương trình tập thể dục hàng tuần của bà. Người chồng cũng đi ra ngoài để làm một số việc theo chương trình riêng của mình. Khi người vợ về đến nhà và thấy người chồng đang ngồi trước một máy truyền hình mới toanh và đắt giá, với ông thì có lẽ chẳng có vấn đề gì. Ông vẫn thường mua sắm các thứ cho mình. Phải chăng vì là chủ gia đình, người chồng tự cho phép mình làm bất cứ quyết định nào mình muốn?
một người chồng trưởng thành và một người chủ gia đình khôn ngoan có lẽ không hành xử như thế. Để chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn, người chồng không thể không tham khảo ý kiến của vợ mình trước khi làm một quyết định quan trọng, nhất là một quyết định có liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình. Một người chồng không trưởng thành và một người chủ gia đình thiếu trách nhiệm là người làm các quyết định hệ trọng mà không cần ý kiến của người phối ngẫu của mình. Một trong những cách cư xử mà những người chồng không trưởng thành và những người chủ gia đình thiếu trách nhiệm thường nại tới là thái độ dọa nạt và thị oai đối với người phối ngẫu của mình. Cách đây hơn 40 năm, người nắm quyền sinh sát trong tay tại Liên Xô là ông Nikita Khrushchev viếng thăm Hoa Kỳ. Ông đã mở một cuộc họp báo tại câu lạc bộ báo chí ở thủ đô Washington. Qua một thông dịch viên, một ký giả đã đặt câu hỏi đầu tiên như sau. Hôm nay ông nói đến lối cai trị tàn bạo của người tiền nhiệm của ông là Stalin. Ông đã từng là một trong những cộng sự viên thân tín nhất của ông ta trong những năm đó. Vậy thì ông đã làm gì trong giai đoạn ấy? Gương mặt của nhà lãnh đạo Liên Xô đỏ lên. Ông hỏi lại như gầm thét. Ai vừa mới hỏi đấy? Tất cả 500 gương mặt trong phòng báo chí đều cúi xuống và thinh lặng. Nikita Khrushchev hỏi lại một lần nữa. Ai vừa mới đặt câu hỏi ấy? Và nhận thấy không ai dám lên tiếng nhận mình đã hỏi câu ấy. Nhà lãnh đạo Liên Xô liền tự trả lời. Tôi cũng giữ thinh lặng như thế. Cả ông Khrushchev dưới thời Stalin lẫn các ký giả đều đã không dám mở miệng vì bị đe dọa. Sự thị oai khiến cho người ta khiếp sợ. Điều này cũng có thể xảy ra trong quan hệ vợ chồng. Có những người chồng cư xử với vợ cũng như các nhà độc tài cư xử với người dân của mình. Người chồng điều khiển gia đình theo ý mình muốn. Ông không chấp nhận bất cứ sự góp ý xây dựng nào của người vợ. Rất có thể ông nghĩ rằng theo Kinh Thánh, vợ ông phải phục tùng ông, nghĩa là không được phép có bất cứ ý kiến nào ngược lại với những quyết định độc đoán của ông. Hiểu như thế là bóp méo ý nghĩa của hai chữ phục tùng mà Kinh Thánh muốn hiểu. Khi người chồng hiểu sai ý nghĩa của phục tùng, ông sẽ dọa nạt và thị oai người vợ đến độ bà sẽ trở nên sợ hãi và không dám lên tiếng, ngay cả khi sự lãnh đạo của ông là sai lầm. Dù biết rõ chiếc máy bay mà ông cầm lấy đang đâm vào núi, bà vẫn sợ đến nỗi không dám hé môi. Vào năm 1942, khi tướng Donovan của quân lực Hoa Kỳ trình diện trước ban tham mưu của đồng minh, một trong những viên sĩ quan xin ông giải thích về khí giới chiến tranh tâm lý. Ông trả lời như sau: chiến tranh tâm lý là thái độ của mỗi người chúng ta đối với nhau. Thị oai là một hình thức chiến tranh tâm lý, và chắc chắn một thứ khí giới như thế không thể có chỗ đứng trong ngôi nhà của những người môn đệ Chúa Kitô. Phục tùng không chỉ là thái độ dành riêng cho người vợ trong mối tương quan vợ chồng. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22, quả thật, Thánh Phao-lô có dạy, hỡi những người vợ, hãy phục tùng chồng mình. Nhưng phục tùng hiểu theo đúng tinh thần Kitô giáo không chỉ là thái độ của người vợ đối với chồng, mà là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng. Phục tùng là thái độ của mọi người. Ai cũng phải phục tùng cách này hay cách khác. Từ vua quan cho đến thư dân, từ nguyên thủ quốc gia cho đến người dân thường, ai cũng phải tùng phục. Tất cả mọi người đều ở dưới quyền bính. Theo Thánh Phao-lô, người chồng là chủ gia đình và người vợ phải phục tùng quyền bính ấy. Nhưng người chồng không nên đòi hỏi vợ phải phục tùng.
tùng mình, mà trái lại phải tỏ ra là một mẫu mực về phục tùng đối với các quyền bính trong cuộc sống của mình. Có như thế, quyền lãnh đạo của người chồng mới được chấp nhận dễ dàng. Nói cách khác, phục tùng là phục tùng nhau. Người vợ nhìn nhận quyền lãnh đạo của chồng trong gia đình, nhưng người chồng cũng phải chấp nhận sự góp ý của người vợ. Nói về mối tương quan giữa vợ chồng, cũng trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21, Thánh Phao-lô lại bảo, anh em hãy phục tùng nhau vì lòng tôn kính đối với Chúa Kitô. Với lời khuyên trên đây của Thánh Phao-lô, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.